Tìm Thiên kim tiết cho thôi đi ạ. chờ Để chờ đẹp để chờ đẹp IQ thông minh, thông minh là túc túc hẳn, túc 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 hai và túc không nơ nhỉ. hẳn, để túc túc hẳn, túc nơ thông nơ hẳn, đọc thế thì phải nên đề túc túc hẳn phô bì, phô bì, Thô bạc, thô phì, thô để phì, chị chị tử, chữ, phô tốc tốc bì, chị chữ tôi thấy là chị chữ, phô bì chị chi chủ, chi đây chủ. nè. Kinh tế là kinh tế Gòn chê, gòn chê. nè, cái đó mới tiền kiếm tiền gần thôi Tồn lên, thật à. chờ đó, Ê chờ đó. ê tôn thật à, tao thu Thui. tao Đúng thu không? thu trả Thu trả. Ừ, thu nè trả. nè. Lười, thích Tôi lười, không với chúc chúc이라는 표현이 있고요. Chúc chúc이라는 거는 thích lười, chúc chúc, 뭔가를 보관하다, accumulate, 쌓아놓다, 쌓아놓다, 사노 남기다, 남기다 이런 뜻이에요. Accumulation, 축적, 하다, 축적, 틱루이. 한 채 낭비는, 이거는, 낭비는 소비이고, 한 개는 제한하는 거. 제한 소비. 또는 소비 제한 지출. 제한 지출. 한 개라 제한 한 개. 짜님 cắt이거는 giảm,까짬, cắt giảm, cắt giảm,까짬 là 그거 줄이기 커팅. 줄이기, 네네네 그거 줄이기. 띵 또한 계산, 네, 예산. 계산. 네, 땅 두냐? 인컴 수입이니까 수입 증가. 수입 증가. 증가는 많아지는 걸 증가라고 해요. 많아지다. 땅 두냐? 땅 수입 네네. 땡볕 읽어주세요. tiết kiệm tiền là một thói quen quan trọng mà mỗi người nên có. Tiết kiệm là Tiền như tôi luôn quan trọng mà mỗi người đến có nên có. dồn 절약하는 것은 một tôi quen quan trọng, 중요한 tôi quen. Thói quen, sức quan. 습관, 습관입니다. 몽의 낸꼬 모든 사람이 가져야 하는, 모든 사람이 가져야 하는 중요한 습관입니다. 네. 네, 저 다음은 hãy đầu tư thông minh. Hãy đầu tư thông minh để tăng thu nhập và tiết kiệm cho tương lai. hãy đầu tư thông minh để tăng thu nhập và tiết kiệm của tương lai. 투자, 똑똑한 투자를 하세요. 땅, 네. 투, 예, 투, 냅. 수익을 내기 위해서 똑똑한 투자를 하세요. 그리고, 티엣 겜, 쪼, 중라이. 중라이, 경제를 위해서 절약하세요. 미래, 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 미래,
해서 절약하세요. 띠엔. 네. việc
Việc hạn chế lãng phí có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng. Việc hạn chế lãng phí có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng. Việc hạn chế hạn chế lãng phí, cứ chế hạn chi tiêu 도와줘요. 당신이 절약하게 도와줘요. 티켓 뜨거 환 단계 모의 땅. 예 모의 땅? 매월. 매월 단계 약간의 돈을 절약할 수 있게 도와줘요. 혼 단계. một cách đáng kể. Nè. Đáng kể ở đây nó có thể hiểu là nhiều ấy, Nè. không ít, không ít hoặc là khá nhiều. Nè. Tích lũy từng chút một là cách hiệu quả để đạt được mục tiêu tiết kiệm. Nè. Tích lũy chung chung mới là các hiệu quả để đạt tốc mục tiêu tiết kiệm. Tích lũy tích lũy là gì chúng chúng Tích lũy các bạn nhé, tích lũy ở là trên này chúc chọc chúc chọc tích lũy chúc chọc chúc chọc chúc chọc chúc chọc. bốn người tích lũy bốn người tung chúc một chúc tung chúc bốn người các hiệu quả có rồi để đạt được mục tiêu tiết kiệm 절약하는 목표를 달성하는 효과가 있어요. 목표라 목표. 내 떡, 목표를 이루다가 내 떡, 목표. 목표. 예, 목표를 이루는 효과가 있습니다. 특구, 척추, 흥추, 약추, 뭐. 좀 뭐, 약간씩 모으는 거, 축적하는 거는 절약하는 효과가 있어요. 네, 다음. Kinh tế vững vàng là kết quả của việc tiết kiệm và đầu tư thông minh. Kinh tế vững vàng là kết quả của việc tiết kiệm và đầu tư thông minh. Kinh tế 경제는 vững vàng 뭐예요? Vững vàng. Vững vàng. Vững vàng á. Né. Vững vàng Vững vàng hay không? 경제. 하는 경제가 결과입니다. 백허. 절약과 똑똑한 투자의 결과입니다. 분방은 좋은 것 같아요. 그러니까 분방 발전 견고한 분방 견고한 튼튼한 막무 분방 Mạnh mẽ, vững막무 vàng, chắc chắn, phù chun hẳn,예, 견고한 chun hẳn.분방 네네 한국어도 한번 해볼게요. 네. 돈을 절약하는 것은 각 개인이 가져야 할 중요한 습관입니다. 돈은 절약하는 것은 각 개인이 가져야 할 중요한 습관입니다. 돈 절약은 티켓 티엔 특히 라 티켄 티엔 라 습관 라 고, 뉴이, 관종. 습관 뭐예요? 습관. một trong những thói quen, sức quan là thói quen, thói quen, nè, thói một quen. chung, thói quen, quan trọng. Cô, nè. 미래를 위해 지혜롭게 투자하여 수입을 증가시키고 절약하세요. 중라이, 중라이, 미래. Tương lai, cho tương lai tattoo chỉ hề lúc kể, chống mẹ tattoo chống mẹ đọc thông minh, tốc tốc hơn, thù chào trà. nè suy chừng ga hà nâng go Là thu nhập.
네, 수입 증가, 예, 네. 절약 견뎌, tiết kiệm. 예, 저 rắc 하세요. 네, Tiết kiệm. 견뎌, Xin hãy tiết네. kiệm. 네, 낭비를 제한하는 것은 매달 상당한 금액을 절약할 수 있습니다. 제한하다 한띠 긴 티켓 한티 티켓라 매달 몰당 Mỗi tháng, mê tăng, mỗi tháng.예몰몰탕네에히텐텐아 상당한 금액 네 볼게요 네. 백한 조금 씩. 채 백한 채 낭비 호텔 접 반나 Quả티켓 떡 목환 당게 wow.모이탕 Mỗi tháng목환 당게 목환 một당 khoản, ở đây một khoản, ở đây là아, 금액 개념, 네. một khoản. 목환 단계, 네. 조금씩 저축하는 것은 효과적인 절약 목표를 달성하는 방법입니다. 조금씩 저축하는 것. Tích lũy từng chút một.네, 끼리, Sẽ릭, 예, 끼리, 릭. tích lũy từng chút một thì sẽ rất là정도, hiệu quả. yeah, 효과, 효과. 아, Mục목표, tiêu, mục tiêu đạt được mục tiêu tiết kiệm. can take, it, Hiệu quả chọc và tính hiệu quả. hiệu quả, 네. Tích lũy từng chút một là cách hiệu quả để đạt được mục tiêu. Né. Cách hiệu quả, hiệu quả chọc kinh chọc 저작. rác mục tiêu hiệu quả, một cách hiệu quả, Mục tiêu, can take, mục tiêu mục효과, tiêu. 효과, 네. 견고한 경제는 절약과 지혜로운 투자의 결과입니다. 긴테 공부, 공부, Kinh tế còn공부, cô ha. là Còn cô khiến cơ vững vàng kết à. quả đạt được và kinh tế thiết kế and tattoo 총명 Chihaeron, tattoo 총명 Chihaeron, chú kinh tế trai vững vàng là kết quả của việc tiết kiệm và đầu tư. tiết kiệm và tattoo 동민 동민 Thu chờ rắc đầu tư thông minh네네네 그 top지혜로운 top hàng chúng투자, ta chú지혜로운 trai똑똑한 투자, top아니, 네네, 똑똑한 지혜로운 같은 의미예요. 네, 대화 TN게임에 관한 대화예요. 잠깐만요. 다오반 반고 팅콩 또다빠 다오 앞중 tôi quên thiết kiệm vào cuộc sống hàng ngày của mình. Chào bạn, bạn có tin không? Tôi đã bắt đầu áp dụng thói quen tiết kiệm vào cuộc sống hàng ngày của mình. Thật không, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn đã bắt đầu từ đâu? Tôi đã bắt đầu hạn chế mua sắm không cần thiết và tập trung bảo vệ thiên kiếm mỗi mỗi tháng một khoản nhất định Nhất định. Ê, điều đó nghe có vẻ hợp lý đấy. Mình cũng nên làm thử thử làm điều tương tự. đúng vậy tiết kiệm không chỉ giúp ta có được chống lại tài Vững chính vững vững vàng. mà vững vàng mà con chép ta cho nên hẳn nhai
bên hôm về bếp quản lý trên bếp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tớ sẽ thử áp dụng thói quen này vào cuộc sống của mình. 안녕. 너 내가 매일 생활에 절약 습관을 적용하기 시작했어. 정말이야? 그거 정말 멋진 아이디어야. 어디서부터 시작했어? 난 불필요한 쇼핑을 제한하고 매달 일정 금액을 저축하는 것부터 시작했어. 와, 그거 들으면 합리적이야. 나도 비슷한 건수도 해봐야겠어. 맞아. 절약은 우리에게 안정된 재정적 미래를 제공할 뿐만 아니라 돈 관리에 대한 민감성도 키워줘. 정보 공유해 주어서 주어서 고마워. 나도 이 습관은 내 삶에도 입해 볼게. 네, 티앵뱃으로 볼게요. 자오반 안녕. 반나코 틴콩. 반코 틴틴 라짓. 틴 정보 있어? 틴? 정보. 반코 틴뭐 변화가 있어? 뭐 뭐, 뭐, 뭐 뉴스 있어? 뉴스? 떡틴? 뉴스? 또 뭐, 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 뭐,
tôi quan kỳ tiết kiệm vào cuộc sống hàng ngày của mình. 매일 생활에서 절약하는 일을 시작했어. 계획을. 땃콩? 정말? Thật không? Thật mà nhớ. Đó là một ý chung idea야. Tuyệt vời. 좋은 생각이에요. Ai thì Bạn một đã, đồ nương, bắt đầu chú đáo. Chú đáo bởi audio audio O디부터 시작할 audio 거야? 어디서 했어요? 네네네. 또, 또, 나 뱉다오. 한 채, 무아쌈. 무아쌈은 상품을 덜 사는 거? 상품. Hạn chế tôi đã bắt đầu hạn chế mua sắm không cần thiết Không khăn chết tập cùng trung. cùng Sắm. cùng đồ han shopping không khăn. 불필요한 상품을 덜 사고, 티에타 바, 그리고 탑중, 바오빅 티에 절약해요. 매달, 모콘 야띤 조금씩, 모콘 야띤 약간씩 매달 절약하면서 시작해. 네. 네. 아이다. 그래, 아이자? 哎呀, điều đó nghe có vẻ hợp lý đấy. 그것은, 그게 합리적이야. 아, 합리적인 것 하루 같아. 잡기 양. 네네. 나는 또한, 내나 두 남자, Tương tự mình cũng nên làm điều tương tự như thế. Peace tương and tự. Kosul, hai currency. hai koya. Phải Dubai, kre. TKM, công chí, chợ. 절약하는 습관? 공치? tiết kiện không chỉ뿐만 giúp아니라, ta công치, 습관 tiết bunman. kiện không chỉ bunman 아니라, 절약뿐만 아니라, 지엽다, 너가, 고독, 종라의 미래에 따진 무방, 견고한, 정, 따진, 미래를 갖게 해주고, 매콘 집 도와줘. 마콘. 꽁치 마콘, 이거 문법이에요?
Phong chu là không sợ. không chỉ mà còn nó là Pulman Anira, À, Pulman이것 또할수 있어. 아, Anira. 비행 안에서 나도니 바돌소라는 문법 있어요. 뭐뭐뿐만 아니라 뭐뭐도 할수 있어. 기엽다 또는 좌우 각군에 네이벤 혼 아, 메백 관리티엔 박 뭐예요? 티엔 박? Quản lý tiền bạc là quản lý đây Tiền bạc. tôn tôn ly ở quản lý thế hạn tôn 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 Mẹ quản lý thế à, hạn. tạm dùng quản lý tạm thôi à à dùng quản lý liên quan Ừ. sinh độ kêu cho nè tiền bạc à hôn đề dùng quản lý đề an bê đề an à nhai nhai bên có liên quan mang có sự hóa cho kêu cho hôm nay Khi ta chia sẻ alo cho số của 또 나는 세트 할 거야. 앞중 또이 굿나잇 최근에 굿나잇 마을과 특성과 및내 생활에서도 또이 실천할 거야. 앞중 áp dụng, tôi sẽ áp dụng실천할 거야. 습관을 lệ 드릴 sang 거야. 아, 습관을 lệ sang đi. 삶에 시도해 볼게. 그럼 습관이 앞중이에요? 습관 là thói quen, thói quen à, áp dụng thói quen, sức quen lề san rê, lề san mê, lề Hồi san mê, phát áp chung áp chung qua mình quên nè à, 이거 발음 할 하고 우우우 예, 우 땡볕 우 우우 우 네네네 아, 우선 할 발음이에요 할 할 하리, 하리, 일, 할수 있다. 할수 있다. 할할 때가 되었다. 때가 되었다. 이게 뭐냐면 하다 알죠? 람백 하다. 하다. 하다, 람. 예, 하다가 이렇게는 한일 하면 이미 한 거예요. 내가 공부한 것에서 내가 예를 들어서 한 하면 과거고 할일 하면 리을 붙잖아요 리을 그럼 미래예요 미래 쫑마이 쫑라이 쫑라이 미래 할일 하면 람백 람백인데 세디 세 람백 세 람백 미래 미래 할수 있다 꼬테 꼬테 할 때가 되었다. 때는 띠. 띠. 네. 다뎀 룩 람. 근데 이거는 약간 좀 차이 있어요. 띵베 뽕베깐 람. 이거 할 일이잖아요. 한국어에서 할일 하면 약간 미래 의미가 있어요. 미래. 니알라 중라이. 중라이. tương lai, ý đây là tương lai. Yeah. 탱글라 공백 관람 할 일, 보텔람덕 할수 있다. 다된 룩람 할 때가 되었다. 다된 룩이 때예요. 룩. 때, 때. 예. 시간 때. 시간. 탱백 으. 우, 우, 우. 우. 네, 읽어주세요. ưu điểm, ưu điểm ưu tiên, tiên hưởng ưu đãi, hưởng ưu đãi ưu tiên hưởng ưu đãi ưu tiên은 이득 장점 이득 장점 ưu tiên 하면 우선순위 ưu tiên 우선 흥, 우, 따이. 우, 따이 혜택이죠. 혜택. 우, 따이 혜택. 흥, 누리다. 혜택. 혜택을 누리다. 네네네.
다음 문법은 중입니다는 뭐냐면 당 의미 있어요. 당 띠행변에서 당 예를 들어서 당혹 당 또이당 쌤 또이당 앙 또이당 이런 의미 있어요. 중입니다. 그 다음에 마오는 뭐예요? 띠행변에서 바오 어떤 의미예요? 바오 Vào vào từ엄마 한 đó các bạn, ví dụ như là아 들어 들어 anh vào phòng rồi đó.아 들어 Giờ khi nó từ đó các bạn imi ca từ뜻이에요. đó các bạn imi đã그리고 đi. poamada도 있어요. poamada 바오 Ví dụ with nhá, chúng tôi vào rạp phim vào buổi tối. vào buổi tối. Vào rạp phim là từ đó các ta À,들어가다. 네. vào rạp, nhưng mà vào buổi tối là trò nhóc si can À, 저녁 시간에 vào바오. buổi tối này.네. Vào buổi tối trò nhóc si아, can.볼게요. 아, 비교하면 돼요. 저는 지금 회의 중입니다. Đâu chỗ nào để cho em chứ? Tôi đang trong cuộc cuộc họp. Chọn chỉ cầm hơi chung im mì đà. Đang đang ý chung입니다예요. 진행하는 거. 지금 계속하는 중. 상태 설명. Tôi đang trong cuộc cuộc họp. 그 일은 진행 중입니다. 그 공백 일은 진행 진행 중입니다. 중이다. 공백도 đang trong quá trình Tiến hành. 진행한. 네, 우리는 여행 중입니다. 중도의 당 주릭 바오 룩 나이. Đúng rồi.여기도 바오 Đúng나오네요. rồi.바오 룩 Hàng chục.나이. 예. Chúng tôi đang du lịch.네, 여행 중입니다. 바오 룩 나이. 바오는 예. 들어가다. 안 바오 퐁 로이도. Anh vào phòng đó. 그가 방에 들어갔다. 앙, 바오, 퐁, 로이도. 로이는 결과예요. 로이. 결과. Rồi. Rồi tức là từ đó네. cắt xoay đã결과. vào.결과. Tuần qua, nè, tuần네. qua.네. 중 tôi sẽ vào lắp phim vào với tôi. 우리는 Chào영화관에 들어갈 것이에요. Với tôi. 저녁에. 저녁에 vào buổi네. tối, 저녁에. 네. 그러면 여기 바오는 들어가다고 그 바오 보이토이는 네, 시간이에요. 시간. 여기 아, 맞아요. 그럼 같은 의미인데 아니 같은 단어인데 다른 의미예요? 바오 바오. 네. 다른 알겠습니다. 아. 의미가 있어요. 능 바오 냐 항나이 뚝안 홍롱 đứng vào nhà hàng này Thức ăn không ngon. à, đấy날마다 집에 아아 nhà nhà hàng 참그 음식점에 들어가지 마라 가지 마라 등등특안 콩농 음식이 맛이 없어 Mà xịu.네네네 Um식이 mà xịu. à, 네 잠시만요 아밑 기사를 좀 봐요. 네, 뉴스. 아, 또이송 수코의 탑루 바타 쥬릭 봐요, 쥬릭. 솔직히 리다오 조디, 리다오 조디. 쥬릭, 네. 아, 아, 푸꾸옥 나왔네요. 내가 푸꾸옥에 5년 있었어요. 푸꾸옥에 대해서는 내가 잘알수 있어. 고테비엣, 아, 잣, 고테비엣. 푸꾸옥, 탭, 턱, 바오, 바오 또 나오네요. 탑, 다오, 넵, 냐, 좌우아. 아, 아시아에서 아름다운 섬으로 뽑혔다. 탑 랭크가 됐다. 아.
답 바오. 탭덕. 아, 탭덕도 뭐예요? vào tốt특별한 tiếp탭덕. tục à tiếp tục à kê sốc아, 계속해서 북극은 아시아의 가장 아름다운 섬으로 섬의 탑 위치로 뽑혔다. 탑 위치이다. 노안. 아, 모이나이. 모이나이 하면 새날이에요. 아, 모이나이. mới đây 새롭게. 답지 뉴릭. 답지 Ok, kinh뉴릭. đây, mới đây. 아, 최근. 아, 여행. 아시아 여행의 목적지인 데스티나션. 아, 네. 무와 티엣로 얀싹. 모모이 혼다오. 아, 10개의 섬을 선정했어요. 땅게 땀, 냅, 자올룩, 냐이. 아, 중도, 나우푸콕, 부와 베트남. 베트남의 푸꾸옥 섬이 그 중에 하나예요. 능추, 사오, 중, 얀싹. 얀싹 뭐예요? 아, 리스트. 목록 중에 두사오 등, 아, 그 10개의 선정한 섬 목록 중에 푸꾸옥이 하나입니다. 데스티나시안, 아, 목, 냔진. 냔진 뭐예요? Đọc lại xem nào.냔딘. Nhận định. Nhận định á.예. 기사? Nhận định. 냔딘, 아, Xích Pion ha ta. Xích Pion. 식별. 구분, 식별. 라, 이다. 노이, 말하다. 오, 발표하다. 고, 모, 종. 뉴쿠 지역 니아 꾸니라 휴양지 관광지 꾸니 중남사오 황다오 푸푹 지역 푸콕 뉴 당템 모북 깐혼 대조 한잼 덴 주릭 벤 한, 다오, 베트남. 베트남의 그 목적지 여행 바다 여행지예요? 비엔 바다예요? 비엔 바다. Ta thả bãi biển.에에 바다 여행지에 목적지를 위해서는 혼섬 북모북간혼 비엔 당티엔 뭐예요? 뭐 씁니까? 당티엔 땅띠엔 Đang tiến như đang tiến chị đang tiến nó là cũng có nghĩa là kế ban phát triển đấy. à cái băng땅띠엔 아, 당하는 것처럼 둥둥 네 어렵네 하지만 노일라 밖에서예요 노일라 뭐예요? 오일라 Ngoài ra rồi và ra밖에 không, hay là tổ han thêm vào tổ네 han또한 그 밖에 또한 북극은 북극 건투 훗보이 수영 또아 다시 훗보이 스노클링 thu네 hút북극 bởi 스노클링
phục hồi su hoàng su và yên bình평화롭고 vốn có bao Vốn có à, chari style tự mình à có. để cùng toàn nụ tin tin tàn Tinh thần, tin tàn tinh thần nè tin tàn dòng hơn yang hoàng dòng. nè tin tàn địa phương Tinh thần địa phương, tinh thần địa phương. tin tàn địa phương và nướng đặc sản thức sản phẩm Dọc tròn xin nè nè chu dọc tròn xin nè phương vâng và những vâng xin khác biệt. à Tức nè biệt thức cơ bản nè tức biệt. à khác biệt nữ처럼 tu nước nước mắm nước mắm nước mắm 알아요 그 nước mắm 요리 재료죠 요리 재료 아 능맘 노이트의 유명한 능맘 오다이 거기 여기에 나 파이바오 주아틴 아 뉴스 바오 뉴스 주아틴 뉴스입니다 여기에 유명한 능맘 같은 nước mắm là sang sòn số sư.그, 네 알아요 생선소스 능맘 아, 네. 이곳은 푸꾸옥의 섬이에요. 지금 사진은. 푸꾸옥 섬. 몇분 남았는데, 몇 가지 하나 더 보면, 잠깐만요. 비싼 후와 손자. 아, 손자 다낭 아니에요? 손자? 다낭. Sơn Trà, Đà Nẵng. 네, 손자 반도. 반도 꼭지라도의 꼭 다이짬토이. 몽라, 딘손라. 아닌데. 여기 어딘지 알아요? 네, 오다오. Đây. 사파인가? 호와 손자. 베타오 봉누 보이똥. 아, 멋있, 아주.